Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi những thông tin toàn cảnh trên kênh tin tức của chúng tôi. Nội dung chương trình sẽ cung cấp đến quý khán giả những góc nhìn toàn cảnh, những vấn đề nóng hổi dưới góc nhìn chuyên sâu, đa chiều đang giành được sự quan tâm lớn của dư luận. Dưới đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Bắt nhóm đối tượng có nhiều tiền án, chuyên trộm cắp xe máy vào buổi trưa. Trước ngày xét xử đại án Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan và đồng phạm bị giam giữ ở đâu? Chuỗi phương thức thao túng SCB của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát. Công an quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa đấu tranh triệt phá, bắt giữ một băng nhóm giả danh tài xế xe ôm công nghệ để trộm cắp xe máy với thủ đoạn hết sức kín kẽ, tinh vi. Vụ án đang được mở rộng điều tra, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Đội cảnh sát hình sự công an quận Nhất phát hiện nhóm khoảng 6 đối tượng chuyên trộm cắp xe máy vào buổi trưa trên địa bàn. Thủ đoạn của nhóm này là sử dụng nhiều loại xe máy phân khối lớn, ngụy trang bằng cách thay đổi biển số khác nhau, mặc đồ giả danh tài xế xe ôm công nghệ và phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trước khi đi gây án. Cụ thể, mỗi khi đi trộm xe, chúng sẽ đi theo nhóm từ 3 đến 4 đối tượng bằng 2 xe máy và khi phát hiện tài sản của người dân để sơ hở, đối tượng ngồi sau sẽ xuống, dùng đoạn phá khóa và trộm xe trong tích tắc. Trong khi đó, các thành viên còn lại sẽ làm nhiệm vụ cảnh giới, cản địa khi bị truy đuổi. Sau thời gian theo dõi, các trinh sát ghi nhận nhóm này hoạt động liên quận, huyện vào khung giờ từ 11 đến 15 giờ hàng ngày. Tài sản trộm cắp được, các đối tượng đưa cho đồng bọn đi tiêu thụ rồi tiếp tục gây án. Ngày 18 tháng 1, trinh sát đội cảnh sát hình sự công an quận Nhất phối hợp với công an quận Tân Định tiến hành chốt chặn, mật phục trên một số tuyến đường, đã bắt được 3 đối tượng khi chúng đang giao xe máy vừa trộm cắp cho nhau để mang đi tiêu thụ. Các đối tượng bị bắt giữ bao gồm Trần Trọng Mạnh, 34 tuổi, Nguyễn Thọ Tuấn Anh, 27 tuổi, cùng quê Nghệ An và Phạm Văn Lợi, 44 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, công an thu giữ một loạt vật chứng như một kìm cộng lực cắt cáp xích, một kìm cắt điện, một kéo cắt, một đoạn dùng để phá khóa xe máy, hai bình xịt hơi cay, một biển số xe giả và hai xe máy. Bước đầu, các đối tượng khai nhận do cùng quê Nghệ An và có mối quan hệ họ hàng và do quen biết nên đối tượng Hùng chưa rõ lai lịch. Mạnh, Tuấn Anh và Lợi bàn bạc thống nhất với nhau đi trộm xe máy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để bán kiếm tiền tiêu xài. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã gây ra 9 vụ trộm cắp xe máy, trong đó thực hiện 6 vụ trên địa bàn quận Nhất và 3 vụ ở quận 3. Tiến hành xác minh lai lịch, cơ quan công an xác định đối tượng Mạnh có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, Tuấn Anh có 2 tiền án và Lợi có 1 tiền án cùng về tội danh nêu trên. Vụ án Vạn Thịnh Phát là một trong những đại án được đưa ra xét xử trong năm 2024, nhận được sự quan tâm của dư luận. Theo đó, ngày 5 tháng 3 tới đây, bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 đồng phạm bị xét xử nhiều tội danh khác nhau. Trong 2 tháng này, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch chuẩn bị cho công tác xét xử, bao gồm nhân sự, tổ chức, an ninh phiên tòa. Hầu hết các bị cáo đã được di lý từ Hà Nội vào trại giam T17 huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Bà Trương Mỹ Lan bị xét xử về 3 tội, đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham mô tài sản. 85 bị cáo còn lại gồm 45 cựu lãnh đạo cán bộ ngân hàng SCB, 15 cựu cán bộ ngân hàng nhà nước, 3 cựu cán bộ thanh tra chính phủ, 1 cựu cán bộ kiểm toán nhà nước bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về các tội tham mô tài sản, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng. 5 người trong số này là cựu lãnh đạo SCB và các chi nhánh hiện đã bỏ trốn. Phiên tòa do Chánh tòa hình sự Phạm Lương Toản làm chủ tọa, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phân công 10 kiểm sát viên thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại tòa. Bị hại trong vụ án là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB liên quan đến hành vi sai phạm của bà Lan và đồng phạm. Bà Lan được xác định là bị hại trong vụ ông Nguyễn Cao Chí lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng. Để chuẩn bị cho phiên xét xử này, hồ sơ vụ án Vạn Thịnh Phát lên tới gần 1 triệu bút lục, đựng trong 104 dương hồ sơ và được chở bằng xe tải chuyên dụng đến tòa để đảm bảo an toàn. Trước khi Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hồ sơ, Tòa án Nhân dân thành phố đã lường trước được khối lượng hồ sơ vụ án nhiều, nên tòa đã chuẩn bị một phòng riêng để chứa hồ sơ và tạo điều kiện để các luật sư đương sự sao chụp, nghiên cứu tài liệu, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, camera để đảm bảo an ninh. Quá trình điều tra, hồ sơ được đánh số theo bút lục, đựng riêng từng dương.
Luật sư bảo chữa cho bị cáo nào thì có thể tìm và sao chụp theo danh mục tài liệu đã được ghi chú. Phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan và đồng phạm là giai đoạn 1 của vụ án, xét xử về các tội tham mô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ. Chuỗi hành vi này không liên quan tới việc phát hành trái phiếu. Do đó, tòa mong người dân hiểu tại sao không được tòa triệu tập và không tụ tập đông trước khu vực tòa án, ảnh hưởng tới an ninh trật tự. Bộ Công an cũng đang tiếp tục điều tra giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát, trong đó tập trung điều tra hai tội danh chính là lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến phát hành trái phiếu và hành vi rửa tiền của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành trái phiếu, Bộ Công an xác định các bị can đã thông qua 40 doanh nghiệp được thành lập rồi phát hành 25 gói trái phiếu, lừa đảo hơn 30.000 tỷ đồng của 42.000 nhà đầu tư. Bộ Công an tiếp tục đề nghị những nhà đầu tư mua trái phiếu của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm cần đến công an địa phương nơi bị hại đăng ký địa chỉ trên các trái phiếu để trình báo. Bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 đồng phạm bị xét xử nhiều tội danh khác nhau. Riêng bà Lan bị xét xử 3 tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, bằng cách thâu tóm, nắm giữ cổ phần, chi phối, điều hành hoạt động ngân hàng thông qua các đối tượng chủ chốt, Trương Mỹ Lan đã sử dụng SCB như một công cụ tài chính, huy động tiền gửi và vốn từ các nguồn khác, sau đó chỉ đạo rút tiền bằng cách tạo lập các tài khoản vay khống, phục vụ cho mục đích cá nhân. Để rút được tiền, Trương Mỹ Lan đã điều hành, chỉ đạo các cá nhân thân tín, giữ vai trò chủ chốt tại SCB và tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tổ chức thành lập nhiều bộ phận, đơn vị, công ty, thuê và sử dụng hàng nghìn cá nhân, câu kết chặt chẽ với nhau, thông đồng với các công ty thẩm định giá, triển khai rút tiền. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo thành lập, sử dụng các công ty ma, thuê nhờ các cá nhân đứng tên hồ sơ vay, cổ phần, tài sản đảm bảo, ký hợp thức chứng từ rút nộp tiền để tạo lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền của SCB. Kết quả điều tra xác định, có 875 khách hàng gồm 440 cá nhân và 435 pháp nhân đứng tên 1.284 khoản vay được Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhóm đối tượng tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát thành lập, thuê hoặc nhờ người đứng tên. Ngoài việc tạo lập các công ty ma đứng tên hồ sơ vay vốn, Trương Mỹ Lan còn câu kết và chỉ đạo các đối tượng là chủ sở hữu, đại diện theo pháp luật hoặc được giao quản lý công ty thực tế có hoạt động kinh doanh. Trong đó, Trương Huệ Vân là cháu ruột của Trương Mỹ Lan, được giao quản lý điều hành một số công ty trong tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Nguyễn Phi Long tổng giám đốc, Đặng Quang Nguyên phó tổng giám đốc công ty Lavifood, Chu Lập Cơ là chồng Trương Mỹ Lan làm chủ tịch công ty cổ phần đầu tư Times Square để các công ty này đứng tên vay vốn hoặc tạo lập thêm nhiều công ty ma, tạo lập hồ sơ phương án vay vốn khống, rút tiền của SCB để cùng sử dụng. Mỗi khi cần rút tiền, Trương Mỹ Lan chỉ đạo các cán bộ ở SCB và đồng phạm tạo lập hồ sơ phương án vay vốn khống để hợp thức đưa các cá nhân được thuê nhờ đứng tên khoản vay, đứng tên tài sản, đại diện công ty ma đến ký vào hồ sơ vay vốn khống, hồ sơ thế chấp. Hầu hết là ký vào các tờ giấy trắng đã được đánh dấu sẵn vị trí cần ký. Các đại diện pháp nhân và cá nhân đứng tên khoản vay đều không được thụ hưởng và sử dụng tiền, không biết mình vay và nợ SCB số tiền đặc biệt lớn. Trương Mỹ Lan bị Viện Kiểm sát xác định đã thông đồng, cấu kết với công ty thẩm định giá để cấp chứng thư nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, đưa vào hồ sơ vay vốn, đưa tài sản đảm bảo không đủ pháp lý, không đăng ký giao dịch đảm bảo, rút tài sản có giá trị lớn, hoán đổi bằng tài sản có giá trị thấp hơn. Cụ thể, nhằm rút tiền từ SCB thông qua thủ đoạn lập hồ sơ vay vốn khống, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo cán bộ SCB thông đồng câu kết với các đối tượng khác tại các công ty thẩm định giá, phát hành các chứng thư thẩm định giá, hợp thức các hồ sơ vay vốn của Trương Mỹ Lan. Kết quả điều tra xác định, SCB thuê 19 công ty thẩm định giá, 46 đối tượng là giám đốc, phó giám đốc, thẩm định viên, nhân viên thực hiện phát hành, tham gia phát hành 378 chứng thư có liên quan đến các khoản vay còn dư nợ của nhóm Trương Mỹ Lan. Đến nay đã xác định có 5 công ty thẩm định giá, phát hành 23 chứng thư thẩm định giá, hợp thức cho các khoản vay của nhóm Trương Mỹ Lan. Để hợp thức hồ sơ, rút được tiền, Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã dùng nhiều tài sản chưa đủ điều kiện pháp lý, nâng khống giá để đưa vào làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay. Đối với 1.284 khoản vay còn dư nợ thuộc trách nhiệm của Trương Mỹ Lan, có 1.166 mã tài sản có giá trị sổ sách SCB ghi nhận, nhưng công ty thẩm định giá Hoàng Quân chỉ định giá được 726 trên tổng số 1.166 mã tài sản. Số còn lại không định giá được vì lý do các tài sản là cổ phần, cổ phiếu, quyền tài sản, bất động sản không đủ hồ sơ pháp lý tài sản.
Những thông tin này cũng đã khép lại chương trình phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.